Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con máy cắt cỏ nha. Con cắt cỏ này nó có thương hiệu đến từ Kawasaki nha các bạn. Thương hiệu của nó là Kawasaki. Và nó có cái tên riêng. Nó có cái tên riêng là TH34 các bạn. Một cái công suất khủng ha, TH34 rất là mạnh các bạn. Cái máy này các bạn nó các bạn đánh rước thì rất là thoải mái các bạn. Nó sở hữu một cái sơ mi là 37 ly nha các bạn, nòng 37 ly và dung tích xi lanh nó là 34 cc với tầm cắt cước rất là mạnh mẽ các bạn, không có chê vào đâu được ha. Nó nói chung ngoại hình và nội thất nó đều rất là đã các bạn, nhưng mà cuối cùng nó bị lỗi ở đây ha. Ở đây là nó cắn ở máy bãi, nó cắn nó gãy hai cái sông này các bạn, hai cái sông nó thông ra làm như giống như một cái cửa sổ ha, trông cũng hay hay, không có gì đáng ngại các bạn. Các bạn quan sát xem ở phía trong nữa nè, còn tuyệt vời luôn các bạn, nòng của nó còn tuyệt vời luôn. Các bạn quan sát xem ha, các bạn quan sát kỹ thật kỹ về cái nòng của nó ha. Con TH34 nè, sản xuất nội địa nha các bạn. Đây nó để chữ Nhật không ha. Những cái hàng nội địa với hàng xuất khẩu thì nó cái chất lượng rất là cao các bạn. Hàng xuất khẩu chất lượng rất là cao. Nó sở hữu một cái chụp giật thường nha các bạn. Chụp giật thường. Hơi quá trời hơi luôn. Chụp giật thường rất là đã luôn. Nó chạy một cái chế quạt khí quanh rồ nha các bạn. Cái chế quạt khí quanh rồ. Chế quạt khí quanh rồ này là chế quạt khí quanh rồ tự động các bạn. Chế quạt khí một kim ha, tự động. Chạy rất là bền máy các bạn. Vì cái chế quạt khí tự động là do xăng do nhà chế tạo ấn định nha các bạn. Đây, quanh rồ. Do đó là xăng do nhà chế tạo nó ấn định, do đó là nó cung cấp một lượng xăng không thừa và cũng không thiếu các bạn. TH34 rất là đã luôn. Kawasaki. Tùm rời ha, tùm lớn, bố lớn. Tùm rời màu cam rất là đẹp các bạn. Ở đây nè. Ở đây là một cái tem rất là uy tín đây các bạn. Cái tem này nói lên cái tên tuổi của nó đây các bạn. Cái tên của nó chính thức là TH34 ha. Ở cái hàng trên là tên, hàng dưới là số series các bạn, số series. Và điều đáng nói ở đây nó có made in Japan các bạn. Đây, các bạn xem đây, made in Japan ha, các bạn có thể chụp hình lại ha và phóng to ra để xem cây Suzuri ha, tên của nó ha, và made in Japan này ha, các bạn có thể chụp một bức hình là đầy đủ ha, để mình nói cho các bạn chụp hình để chi, để khi các bạn nhận diện cái máy mình gửi đến tay các bạn sẽ đem cái hình đó ra để các bạn so cái máy mình, coi đúng cái máy mình đã xem hay chưa ha. Đây. Rất là uy tín các bạn. Cái máy này đặc biệt cái cần láp này nó có thiết kế một cái chân dựng ha. Đây, các bạn xem chân dựng rất là đã luôn. Nó tăng độ bền cái bình xăng các bạn. Chân dựng rất là đã luôn ha. Nó
cái đệm hông này rất là êm các bạn, êm tay nắm nè, cực kỳ êm luôn, mềm mại ha, nguyên zin luôn, không có rách ha. Tay ga rất là nhẹ nhàng các bạn, tay ga rất là nhẹ luôn ha. Các bạn có thể cắt dài hôm các bạn sẽ quen, các bạn sẽ thích cái tay ga này nhé. Rất là đơn giản mà rất là hữu hiệu, dùng bất cứ giữ hay là sống gì cũng được hết. Các bạn nới lỏng ốc này ra là các bạn sẽ cắt ra sống ha. Đây các bạn, tay nắm nó nè, công tắc nó đây màu đen luôn nè các bạn, công tắc màu đen. Các bạn quan sát tiếp nha, chế quạt khí quanh rồ tự động các bạn, máy rất là đẹp, bồ lửa nó đây các bạn, còn sáng trưng luôn nha, bồ lửa còn sáng trưng, mình xăng cũng còn trắng tinh luôn, rất là xuất sắc. Nhưng mà rất là tiếc ha, có một cái lỗi đây, nhưng mà vô tình nó thông ra đây cái cửa sổ, nhìn cũng hay hay ha các bạn, không có kém phần thẩm mỹ các bạn. Các bạn quan sát tiếp, đằng láp của nó đây các bạn, cụm của nó đây là đã, đằng láp nó đây ha, nhật tem nó bị chạy tựa lưa luôn. Chẳng cỏ nó đây, cùi rất là xuất sắc các bạn, cùi to đùng luôn ha, cùi to đùng luôn. Ở phía trên nè có chống dính cỏ khích cháy luôn các bạn, đây các bạn quan sát xem ha, quá đã luôn ha, rất là ngon. Ở phía dưới là nó có chống mài mòn nha, cái này thuộc về siêu chống mài mòn rồi, không cửa nèo nào cái chống mài mòn này hư nổi các bạn. Đây chống mài mòn zin của nó đây, còn ốc hút vô tốt cho trong ha, chống mài mòn dày cộm luôn các bạn, cắt hoài không bao giờ bị mòn, cái bị hư cái chống mài mòn này quá dữ. Đây, cái cùi nó có thông số nè các bạn, rất là uy tín luôn, rất là dữ, hàng này rất là độc đáo. Lỗ cha mở bò đây các bạn, đây có lỗ chốt đây ha, lỗ chốt đây, mình ghim cái chốt ở khoảng 3 ly vào, có mình xoay thì nó có thể chốt được cái dao nha, cho cứng lại cho mình dễ thao tác nha các bạn. Bình thường nếu không có sự cố là các bạn chỉ cần nắm này thôi, nắm trên cánh này thôi là các bạn có thể tháo được rồi ha. Nếu dùng dao thì rất dễ tháo các bạn, cháy mới chát luôn các bạn, tổng thể cái máy mình mới tinh luôn. Rất tiếc là nó có cái lỗi ở trước các bạn, lỗi này mình nói với mình thì nó kém thẩm mỹ vậy thôi, chứ về chất lượng máy nó không có thay đổi các bạn. Và để mình nổ thử cho các bạn xem nha. Đầu tiên thì mình cũng bơm xăng nha các bạn, bơm xăng đóng e ha, và lên ga thì cái máy nó rất là dễ nổ. Còn nếu mà nó đã nổ xong rồi thì mình chỉ giật là nó nổ thôi, không cần phải làm gì nữa hết ha. Hơi kéo không lên luôn các bạn, hơi kéo rất gồng tay kéo mới nổi ha. Phát một là nổ các bạn, rất là nhạy nổ luôn.
tùm lớn bố lớn cần lắp 26 nha các bạn. Tùm lớn bố lớn cần lắp 26. Rất là đã luôn. Các bạn lắng tai nghe ha. Nó mới đến độ mà nó còn hú rít đó các bạn. Rất là khích luôn. À, các bạn nghe này nha. Thấy không? Khích tới độ mà còn kêu cái nghe tiếng déo déo déo. Quá dữ các bạn. Êm cực kỳ mà chạy rất là dữ luôn. Quá dữ luôn. Bạn nghe cái gì đó là chạy luôn lớn nha, lớn bốc cực kỳ bốc luôn, cái độ mạnh đó các bạn. Rồi, cái video mình giới thiệu cây máy cắt cỏ Kawasaki TH34 đến đây là tạm dừng nhé các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.